Hello, mến chào cả nhà. Thì hiện tại các bạn biết rồi, giá xăng đang ngày một leo thang do tình hình chiến tranh giữa Nga và một số nước ở bên kia xa lắm, mình không quan tâm. Nói chung là không phải việc của mình. Đấy, các bạn hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn là khi mà giá xe đã tăng, khi mà các bạn đã ở cái chế độ là béo lên, đấy, nhà là suốt ngày ở nhà này, tăng cân. Nên là mình cần một cái chế độ gọi là tập thể dục thể thao cho nó, một là khỏe người, thứ hai là giảm cái số cân mình đang bị quá tải, và thứ ba là để trải nghiệm một cái dòng xe mới. Xe này bên trong là ruột là xe Jan, đấy, GN Jan, gọi là Jan, là của Đài Loan. Thế còn đây là vỏ, còn là vỏ chức trách, vỏ chức trách nhé. Và bây giờ mình sẽ khui hộp bên trong ra cho các bạn xem. Chiếc này thì hiện tại là mình mua hàng sale, tức là hàng đã dùng lướt qua một lần nhưng mà còn mới tới 99,9%, và giá thì lại cực kỳ ưu đãi. Đây là một món quà cho ngày tháng 4. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ khui hàng cho các bạn xem. Đây thì mất khoảng hơn 200.000 phí ship từ Hà Nội về đây, và cái chị bưu tá bên Viettel đã trở về tận nơi cho mình sản phẩm. Chị trở rất cẩn thận và cái hộp này các bạn thấy là nhìn có vẻ rất chắc chắn. Bây giờ mình sẽ khui hộp, khui món quà ra cho các bạn xem. Các bạn cố gắng là lấy từ bên trong ra để khi mà có xe rồi nhưng mà vẫn còn nguyên cái vỏ, để kia các bạn có di chuyển hay là các bạn mang đi nơi khác thì các bạn vẫn có hộp để các bạn dùng. Đấy, nguyên bản của cái xe này thì sẽ không có các baga, và đây là mình sẽ lấy thêm các baga để sau này phục vụ cho những chuyến xuyên Việt trong tương lai. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy toàn bộ bên trong ra. Đấy, đây là yên nhá, đây là yên này. Đây là yên. Qua được không? Cái này thì mình cũng chưa biết là cái gì. Đấy, còn đây là hiện tại của cái xe, và các bạn chờ khoảng vài phút nữa thì mình sẽ ráp cái xe này lại. Đây, chủ bọc rất chi là cẩn thận. Đấy, những chỗ này nó sẽ va chạm với lại trong quá trình vận chuyển này, cho nên là họ bọc lại những cái chỗ này. Đây, bánh xe này còn rất mới, còn nguyên cả mấy cái râu râu này. Đấy, gần như là họ mới chỉ đi lướt qua thôi. Đấy, đây là cái gì không biết, cái này là không biết là phụ kiện tặng kèm, thì hình như là tặng kèm chân trống, tặng kèm đèn pin, tặng kèm khóa dây. Đấy, mình mở bên trong này ra xem có đúng không nhá. Bánh này là bánh thể thao, các bạn đi ở quê và các bạn có nhu cầu đi nhiều thì các bạn nên mua bánh thể thao, độ bám ma sát nó tốt hơn. Đấy, đây, món quà của nhà sản xuất đưa ra tặng mình sẽ là đây. Cái này là để nước đấy, nhưng mình vẫn còn cái bình đựng nước đúng không? Đấy, đúng rồi. Đây là ốc, đây đây chắc chắn là bộ khóa dây rồi. À không, đây là gì đây,
Cái đông nó ở trên xe chứ ở đâu. Đây là những cái kẹp. Đây, đây là đèn pin. Ui, sáng thế. Đấy, là đèn pin. Đấy. Đây là đèn hậu. Đây là những cái bát. Đây có cả cái chuông. Đấy. Đây là cái ti để thay. Đây là một cái đèn nháy ở phía sau. Đây, đây là một cái đèn nháy ở phía sau. Đó. Đây là một cái đèn nháy ở phía sau. À, đây. Đây là đôi bidan. Bidan này bạn rất cẩn thận đã bôi dầu cho mình rồi. Đây là những cái đồ để trang trí. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp cái xe này lại. Khi mà ráp xong thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái xe này cho các bạn xem. Đấy, thì đây là sau khi mà lấy hàng sản phẩm ra, thì các bạn nhìn thấy chiếc xe này là tương đối mới. Chiếc xe này là chiếc xe Jam màu trắng sữa. Đấy. Vành và bánh màu đen, cọc yên màu đen. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp lại. Rồi. Sau khoảng 15 cho tới 20 phút ráp chiếc xe này lại thì hiện tại chúng tôi đã có một chiếc xe nguyên bản. Đây các bạn thấy là chiếc Jang đời mới nhất của 2022. Rất chi là đẹp. Đấy. Sau đây thì mình xin đọc một vài thông tin từ nhà sản xuất. Đây là chiếc Jang mang ký hiệu là MTP XTC 800 phanh đĩa. Đây, hệ thống phanh đĩa đằng trước này. Đây là đằng sau nhé. Phải hệ thống phanh đĩa đằng trước này. Đấy, hệ thống phanh đĩa. Bóp cực kỳ ăn. Đây mình sẽ bóp cho các bạn xem. Mình sẽ quay bánh xe nhé. Đó. Rồi mình sẽ bóp. Đó, bóp rất nhẹ. Hệ thống phanh đĩa bóp rất nhẹ. Và mình xin đọc một vài thông tin tiếp theo. Chiếc Jang này là phiên bản mới nhất của dòng xe đẹp Jang năm 2022. Được cấu tạo mạnh mẽ, khỏe khoắn, độ bền cao. Mang ký hiệu là XTC 800. Đây là dòng xe touring phù hợp với nhiều địa hình hoạt động. Đây các bạn có thể thấy là lớp sơn. Lớp sơn được làm với công nghệ xử lý nhiệt, đem lại cho khung sơn khỏe khoắn hơn, an toàn hơn, cứng cáp hơn với người lái. Đây, còn hệ thống phanh. Hệ thống phanh là hệ thống nằm ở chìm ở bên trong của khung. Giúp mình nhìn cái xe nó sẽ thoáng hơn. Đấy. Còn bên này là hệ thống lip truyền tải. Đây, truyền tải. Đấy. Ở trên là 3 và ở dưới là 10 tầng lip, 3 tầng đĩa, giúp xe có thể chuyển đổi được tới 30 cấp độ. Đây, bánh xe thì là 27,5 inch. Bánh xe là rất thông dụng, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của nhiều bạn sử dụng. Tại vì cái lốp này là lốp thông dụng, không quá to cũng không quá nhỏ. Đấy. Còn đây là yên, đây là yên xe. Yên xe này không quá nhỏ cũng không quá to, ngồi sẽ tương đối êm. Đây là toàn bộ chiếc xe mình mới vừa ráp xong. Đây. Hệ thống phanh đây. Đấy. Hệ thống đèn, đèn là mình mua thêm nhá.
Đó, đây là hệ thống đầu xe. Mình rất ưng ở cái phụt này. Phụt này khá là êm. Đây, toàn bộ chiếc xe đã được ráp xong. Các bạn có thể lên mạng và gõ chiếc xe Gian ký hiệu là XTC 800, thì nó sẽ ra thông số kỹ thuật của cái dòng xe này. Đấy. Nói chung mình không am hiểu về xe lắm, mình chỉ mua về chơi dùng và đưa ra một vài thông số đánh giá về nhà sản xuất. Đây. Đó. Nhìn từ xa cũng khá là ưng ý. Đây. Đó. Tùy theo chiều cao của các bạn mà các bạn lựa chọn chiếc xe cho phù hợp. Mình cao 1m6 thì mình chọn size F, nó là vừa tầm. Yên của nó có thể nâng lên và hạ xuống. Đó. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên những chuyến hành trình dài. Cảm ơn các bạn. Đấy, như các bạn đã thấy thì đồ tốt luôn được mọi người ưa chuộng. Đây, bố tôi đây. Bố tôi sáng ra là mới đạp xe. Mới đạp xe đi thể dục buổi sáng luôn. Rất thích chiếc xe. Đây. Chậm lại để quay phim. Chậm lại. Đấy. Cứ đi vào nhà đi, đi vào nhà đi. Đấy. Ui, nghe tiếng kêu sướng nhỉ. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Nhẹ lắm. Nhẹ lắm à? Nhẹ lắm. Này mình quyết định đi xe đạp hay là đi xe máy? Quyết định đi xe đạp. Quyết định xe đạp. Đi xe máy tốn xăng, xăng năng đắt. Đấy. Đi xe máy này không bằng đi xe đạp. Đấy. Đạp thể dục tốt. Thể dục tốt. Chân tay khỏe. Bố nhắc chân nhẹ. Nhẹ lắm. Đây. Nó có 12 cân rồi mà. Đấy. Đấy. Các bạn nên mua cái này đi. Tốt. Quá tốt. Đấy. Hôm qua mình lắp thêm một cái đèn này. Nên này nó mới sáng. Thế còn cái đèn bình thường thì nó không sáng lắm. Bánh bự đi nó bám đường, đi nó rất chắc chắn. Nhiều người khuyên mình dùng bánh nhỏ nhưng mà mình lại không thích lắm. Đấy, cho nên mình vẫn quyết định là mua cái dòng bánh to này. Đấy, đẹp quá các bạn ạ. Đẹp lắm. Bố mình rất thích này. Đó. Phụt này êm lắm các bạn, thích lắm, phụt thích lắm. Đây ghi đồng. Chuông. Đấy, có chuông đấy.